Hiện nay đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy luân hồi là có thật, trong đó có nhiều trường hợp cha mẹ quá cố, con cái đã mất mang theo ký ức của kiếp trước, đầu thai trở lại gia đình của chính mình như để trả hết đoạn duyên nợ còn thiếu. Điều này có phải ngẫu nhiên không? Và liệu khi đầu thai, con cái có được chọn cha mẹ của chúng không? Luân hồi chuyển kiếp, một người có thể tái sinh trở lại gia đình của mình. Carol Pullman, một nhà nghiên cứu về tái sinh và liệu pháp hồi quy tiền kiếp, đặc biệt liên quan đến trẻ nhỏ. Bằng liệu pháp hồi quy tiền kiếp, bà đã thấy những chuyện xảy ra với các con nhỏ của mình, lúc đó mới 5 và 9 tuổi. Cả hai đứa trẻ đã được chữa lành chứng ám ảnh sợ hãi ngay lập tức và bệnh tật chỉ trong vài ngày. Từ đó Pullman hiểu rằng chứng ám ảnh sợ hãi và các tình trạng bệnh lý không thể giải thích được có lẽ đến từ việc linh hồn muốn được chữa lành. Chính phát hiện này đã thôi thúc bà Pullman tham gia vào nhiều cuộc trò chuyện với các bố mẹ trong cộng đồng. Hóa ra họ cũng từng nghe con cái của mình nhớ lại những ký ức tiền kiếp. Câu chuyện của Wise cũng là một trong số những trường hợp có thật được nhắc đến trong cuốn sách của bà Return from Heaven, trở về từ thiên đường. Đầu thai làm con gái. Một hôm nọ, khi Wise vào thị trấn để ăn trưa cùng chồng, thì đứa con gái Katie 4 tuổi của cô đột ngột hỏi: "Chú Tom có ở đó không?" Cô trả lời có, và Katie bèn cúi xuống thì thầm: "Chú ấy đã cứu mạng con một lần." Nghe điều đó, Wise đột nhiên chết lặng. Cô nhớ lại 4 năm về trước, lúc phát hiện mình mang thai con gái, Wise từng nghĩ đến việc sẽ phá bỏ, nhưng cũng trăn trở rất nhiều. Khi ấy, cô và chồng Dennis đã có 3 người con. Cuộc hôn nhân của cô đầy tiếng cãi vã và ngược đãi khi chồng cô thường xuyên rượu chè, say xỉn. Việc mang thai bé Katie đã ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của cô. Cô nói: "Khi ấy, chúng tôi vô cùng hỗn loạn và cô đã nghĩ đến việc phá thai." Ngày hôm sau, người bạn tên Tom nói với chồng cô rằng anh đã bị mất ngủ cả đêm vì nghe tiếng khóc của một đứa trẻ. Anh nghĩ đó là điềm báo cho thấy có một đứa trẻ đang gặp rắc rối. Khi nghe điều này, Dennis đã rơi nước mắt. Anh chia sẻ việc vợ mình đang mang thai và quyết định của họ với Tom. Sau đó, Tom đã nhiệt tình khuyên Dennis hãy để đứa bé được sống. Nhờ vào lời khuyên, hai vợ chồng Wise quyết định giữ lại Katie. Bé Katie cũng không hề biết gì về chuyện cân nhắc này của cha mẹ mình. Cho đến khi Katie bắt đầu biết nói, một trong những câu đầy đủ đầu tiên của bé là: "Con có nhớ khi mẹ là mẹ của con không?" Cô Wise không đặc biệt chú ý câu hỏi này cho đến một ngày. Bé Katie lại bò vào lòng mẹ và nói: "Họ thường gọi con là Blondie." Đây là biệt danh lúc nhỏ của mẹ Wise, là cái tên mà bé Katie chưa bao giờ nghe qua. Katie tiếp tục nói về thời điểm cô bé làm mẹ của Wise một lần nữa và thổ lộ rằng: "Nhưng con không thích mẹ lắm khi mẹ còn là con gái nhỏ của con. Bởi vì mẹ luôn la mắng con, đẩy con vào phòng và khóa cửa lại." Lúc này, cô Wise vô cùng sững sờ vì cô chưa bao giờ nói với ai về những sự cố bị mẹ ngược đãi lúc say xỉn. Cô đã nhốt mẹ vào phòng ngủ trong những lúc nóng nảy và cố gắng che chắn cho em gái của mình. Khi Wise 18 tuổi, mối quan hệ của cô với mẹ bắt đầu được cải thiện, nhưng mẹ cô đã rơi vào trạng thái hôn mê và qua đời 2 tuần sau đó. Sửa sai. Sau nhiều bằng chứng tiếp nối, lúc này Wise mới nhận ra rằng con gái Katie chính là người mẹ đã quá cố của mình. Sau đó cô đã tìm kiếm lời khuyên từ bà Carol Pullman. Cô chia sẻ: "Tôi cảm thấy buồn cho mẹ tôi vì bà có một tuổi thơ bất hạnh. Sau này vì nghiện ngập nên bà không bao giờ có mối quan hệ tốt với bất kỳ ai trong chúng tôi. Thật lãng phí một đời. Nhưng bây giờ, nếu bé Katie là mẹ tôi, có lẽ sẽ là cuộc sống thứ hai, thứ ba hoặc thứ 100 của bà ấy để cố gắng tìm ra ý nghĩa cuộc sống mà bà đã không có được ở kiếp trước. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao bà ấy trở lại. Hy vọng rằng lần này mọi thứ sẽ tốt hơn." Sau cùng,
cho dù linh hồn này là ai đầu thai, tôi vẫn yêu thương con bé. Tôi biết chắc một điều, nếu con gái Katie là mẹ tôi, thì bà ấy đã cứu mạng tôi bằng cách quay lại đầu thai đúng lúc bà ấy buộc tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc và bất an. Có lẽ đó là cách bà ấy trả ơn tôi vì tất cả những điều không tốt mà bà ấy đã làm khi tôi trưởng thành. Những dấu hiệu nhỏ của bé Katie, những điều cô bé kể, tôi tin rằng đó là cách mẹ tôi cho biết bà ấy đã đầu thai trở lại và chúng tôi có thể tiếp tục sợi dây yêu thương lần này. Trong 3 thập kỷ qua, bà Bowman đã thu thập hàng trăm câu chuyện và khám phá ra nhiều chủ đề lặp đi lặp lại. Đó là một người tái sinh trong cùng một gia đình. Bowman cho biết, nghiên cứu cho thấy con người thường tái sinh song song với những linh hồn mà họ từng có mối quan hệ trong kiếp trước. Có lẽ họ quay lại để học cách tha thứ cho người đã làm sai với mình trong quá khứ, hoặc ngược lại, trở lại với người mà mình đã đối xử không tốt để sửa sai. Những trường hợp tái sinh cùng một gia đình này cho thấy luân hồi không phải ngẫu nhiên. Bà Bowman giải thích rằng những trường hợp này chứng minh mức độ tái sinh của một người đáng kinh ngạc như thế nào. Trong các trường hợp tái sinh cùng một gia đình hoặc đầu thai trở về gia đình, bà ấy đã chứng kiến những hành trình tái sinh của trẻ em và cha mẹ, hoặc đôi khi là cả đại gia đình. Thỉnh thoảng, do ông bà có quá ít thời gian để biết về gia đình mình, họ cũng sẽ đầu thai lại, hoặc đôi khi chính những đứa trẻ chết quá nhỏ một cách đáng thương, thậm chí do sảy thai, sẽ đầu thai lại cùng một người mẹ. Trong trường hợp của cô Wise, mẹ cô đã quay lại để sửa sai mọi chuyện. Quý độc giả thân mến, từ những câu chuyện trên, có thể thấy mỗi người đến với nhau đều là duyên nợ. Ta nên trân trọng mối duyên ấy, đừng nên trách móc bất kỳ ai. Bởi cuộc sống vốn ngắn ngủi, sống là để yêu thương, cho và nhận hạnh phúc, và để cuộc sống của mỗi người tràn ngập những nụ cười.